Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ôi, kẻ đang đeo tai nghe Bluetooth cơ. Bây giờ không nhìn rõ nó này. Ui. Đã xong nhá, làm gì mà căng hả bạn ơi? Ok, có cả ổ da này. Tuyệt vời. Còn máu thế nào anh em ơi? Cuốn cho phun máu cái đã thì chúng ta sẽ chơi game tự tin hơn nhá. Đây anh em, quá đã luôn nha. Tự nhiên các bạn vào đây cống mạng này. Hình như là mình vừa lượm lầm cái gì đó. À đây, lượm lầm cái đạn súng lục à, anh em ạ. Đó, mình vừa lượm nhầm khẩu 18 nhá. Đâu, chính xác hơn thì nó là một cái khẩu súng G18 các bạn ạ. Sorry anh em là kẹo nó lộn tên một xíu nhá. Ba đạn ma này quá ổn. Ngon. Ôi bây giờ là trang bị súng của kẹo khá là ổn rồi nha các bạn ơi. Có cả giáp chống nổ thì ghê rồi anh em. 33 này. À kẹo có 33 cả. Ừ, chưa có. Mình sẽ vứt bớt đạn xuống trường đi để lượng tục thương nhá. Tuyệt vời. Đây thêm máu này anh em ơi. Thế là bây giờ thì kẹo mới chỉ có được 4 tục thương thôi anh em ơi, hơi bị ít này. Xin nữa cố gắng kiếm thêm tầm khoảng là 2 tục nữa. Lên 6 túi là ổn nha mọi người nào. Ở đây thì mình sẽ đó sử dụng cái nâng giáp luôn anh em. Let's go. Còn nấm này mọi người ơi, ăn luôn. Có lẽ như là cái không khí ở trong cái khu vực thị trấn này ngày hôm nay nó lại vô cùng là yên tĩnh anh em ơi. Đây đâm ra là bây giờ có thể ai đâu, yên tĩnh vỡ lời ấy. Qua phía này coi, let's go nào các bạn ơi. Oai. Lên trên nào anh em. Không có ai cơ. Tức là có người chứ không có ai thì hơi bị buồn. Thế mình sẽ lên tạm cái căn nhà này coi. Kẹo mới đang xài mũ 2 thôi à. Phải kiếm cái mũ 3 thì mới ngon được anh em ơi. Đây, chờ cho EP nó tự cộng vào HP đỡ phải bơm máu tốn máu. Let's go nào các bạn ơi. À đây có thêm máu nha anh em. Thêm máu đây các bạn ơi. Tuyệt vời. Của ngoài có người hả? Ngay phía này anh em ơi. Ngay phía 75 có người nhá. Hello các bạn và chúc các bạn xem live vui vẻ nhá. Đây anh em ơi, let's go. Let's go luôn vào ngay. Cái khu hướng A này có người nhá, đây là à đây. Tưởng gì à đây? Tưởng gì à đây à? Ui, tưởng gì à đây à? Ui, tưởng gì à đây à? À nó vừa dựng bong keo rồi nha mày, let's go. Mày tưởng là có bong keo mà ngon à? Ồ. Có lẽ như là dựng bong keo nhanh đến nhỉ? Ui. Dựng bong keo nhanh đến nhỉ? Nhanh đến nhỉ mày, nhanh đến nhỉ mày, nhanh đến nhỉ mày, nhanh đến nhỉ mày. Ok, hack xong này. Thanh niên tính chơi nhây với kẹo à? Ok, đã xong. Thế là xong rồi nha em ạ. Ơ, mũ 3 của nó ngon hơn mình cơ. Đây, lượm thêm băng keo nhé anh em. Vứt bớt cái đạn xuống trường đi này. Lượm thêm băng keo và liệu đạn nha. Ok, tuyệt vời. Ở đây có một cái con xe hai chỗ chạy khá là ngon đấy. Kẹo sẽ lấy con xe này và chạy luôn nha anh em, tuyệt vời. Ủa, lại thêm bong keo này, tuyệt vời. Let's go các bạn ơi. Vâng, kẹo đang ở trong UAV và ở căn nhà phía trên này có ngay một đứa nhá. Wow. Đây Hải em ơi, nào. Ăn lựu đạn không em ơi? Úi giời, đang ngồi căn nhà. Úi dồi em ơi, đang ngồi cái nhà à. Em ơi, đang ngồi cái nhà. Thế là xong và quá nhanh, quá nguy hiểm thì kẹo đã có cho mình được mạng thứ 3 nhá. Bây giờ mình sẽ lấy lại con xe cũ của mình và tiếp tục đi săn người thôi nào anh em ơi. Đây đây. Chạy đi săn mạng nha các bạn, nào let's go. Lên phía trên này cả đã anh em ơi. À đây, úi dồi ôi, đây rồi, đây rồi. Thế rồi, người đâu?
Đây dùng ở đâu anh em ơi? Chỗ này à? Ủa? Ủa? Đâu vậy? Đây Hải ơi, đây Hải ơi. Xanh mộ rồi nhà em. Đừng tưởng là chơi với kẹo là dễ nha. Let's go anh em. Vâng, còn lại 14 đứa nữa ở trong cái vài đứa này các bạn ơi nào. Kẹo sẽ nhanh chóng kiếm top 1 nha anh em ơi, let's go. Cùng kẹo đi săn mạng nào mọi người ơi. Qua phía này cả đã. Ui. Mình sẽ chạy lại gần hơn ở ngay chỗ thính vàng nha các bạn ơi. Đây. Ở đây có hai thính cơ, mình sẽ chạy qua cái thính phía xa chứ nhá. Có ai không vậy? Kẹo nghĩ là thính này thì không có ai đâu. Các bạn là mình có ra rồi cơ, nên là mình không ham lắm. Thực tệ. Chạy qua thì chạy qua thôi đấy. Bây giờ là toàn những cái trang bị ngon thôi nha mấy mũ ba này. Giáp chống nổ này. Đấy. Ngoài ra có cả bản ba nữa với lại gấu da này. Tuyệt vời. Còn thiếu gì đâu nữa hả anh em ơi? Thôi kệ, kẹo cứ chạy qua cái phía này. Ui, máy bay, máy bay. Máy bay thả thính hả? Kia rồi nha mày. Ui, cái đậu xanh. Ngay phía dưới có người các bạn ơi nào. Phía trên cũng có người nha. Đi vậy. Ui, căn nhà này có người hả? Không anh em ơi. Phải không vậy? Ui, không có anh em ơi. Thế nó đâu rồi? Tôi tưởng là thính ở ngay đây. Thế chắc là nhà gỗ rồi anh em ạ. Wow, bắn nhau ghê vậy anh em ơi. Ui, thế đi kẹo sợ rồi đây. Ở ngay chỗ này các bạn ơi. Thế đi kẹo sợ rồi. Thế đi kẹo sợ rồi anh em ơi. Ơ cái đậu xanh. Ui, ơ cái đậu xanh. Làm gì vậy hả em? Mà tính chơi anh à? Đây, kẹo quần máu có đá mọi người ơi. Các bạn này làm căng thẳng quá cơ, mình sợ đấy. Căn nhà này có nhiều cửa sổ nha anh em. Quá là nhiều cửa sổ rồi đấy. Đây anh em ơi. Ra ngoài lấy xe của mình và chạy thôi nha em. Còn lại còn 8 mạng nữa thôi à? Nào. Kiếm thêm trận top 1 nữa nhỉ anh em. Úi dồi ôi. Let's go các bạn ơi. Thế các bạn ơi, wow, phía trên này có ngay một thính phía trên nhá. Wait, nó là xe monster truck anh em ạ. Thế mà kẹo lại cứ tưởng là thính cơ cái đậu xanh. Ui giời ơi, thanh niên ngáng chân mình hả? Trời ơi, đáng thương chân này. Thanh niên làm quả ngáng chân mình, thế là xanh mộ chưa? Xanh mộ cho em, buồn cho em. Nào bây giờ còn lại 7 đứa nữa các bạn ơi. Let's go, cùng kẹo đi săn mạng nào anh em. Bảy mạng nữa là kết thúc trận đấu rồi nha anh em ơi. Úi giời ơi, let's go. Hello anh em. Mình sẽ chạy qua phía này coi. Chưa thấy ai cả anh em ơi. Trên này nó khá là vàng đấy. Vàng quá nhỉ mọi người. Của xe máy này nhưng mà không có ai cả. Thế mình cứ lận lờ mấy cái khu ở dưới coi, biết đâu là con người đấy anh em ơi. Đây đây. Mấy khu phía dưới này tôi khá là nghi nhá, biết đâu là con người nha các bạn ơi. Đây. Cứ tìm thử coi anh em ạ. Lận lờ thử coi nào. Chưa thấy ai cả. Oh my god. Đậu xanh anh em ơi. Ơ à, nó lại vắng quá nhỉ anh em. Chắc là kẹo sẽ lên đồ trước và canh mấy đứa ở phía dưới đấy. Có lẽ nên vậy các bạn ơi. Nào, lên cho đồ đã anh em ơi. Đây và có thời điểm nào chạy bo đâu nha em. Mình sẽ thử chạy theo cái UAV coi, biết đâu là sẽ sớm kiếm được người thôi các bạn ơi nào. Đây, đang ở trong UAV rồi nha em ạ. Wow, cái đậu xanh.
Ủa anh em ơi, một đứa ngay cạnh mình nhá. Ngay cạnh mình các bạn ơi. Ui bạn ơi đừng phá xe, đừng phá xe. Đừng phá xe bạn ơi. Ui. Đừng phá xe bạn ơi. Ui. Đừng phá xe bạn ơi. Mình đã bảo mà đừng phá xe bạn ơi. Phá xe tự nhiên bây giờ hỏng xe này anh em ơi. Hỏng xe kéo lại đi bộ thôi. Ngay bây giờ kiếm thêm máu nữa anh em ơi. Máu này bom cao này. Ok tuyệt vời. Đây đây. Scope đỉnh nữa anh em ạ. Kéo sẽ lấy cái scope đỉnh nữa nào. Tuyệt vời. Đó để đây. Nòng súng 3 để sẵn trong ba lô nha anh em. Tầm này là ổn rồi các bạn ơi. Đây. Ui. Cà đậu xanh em ơi. Ui. Cà đậu xanh em ơi. Làm gì vậy. Ui. Xanh mộ cho em. Nào. Bây giờ còn lại có 3 mạng các bạn ơi. Và kẹo đã có đó là 24 mắt xem này. Cố lên anh em ơi. Cố lên kiểm trận thông một đấy nhỉ. Nào, let's go. Bo này hơi bị xa xíu nên là mình sẽ cố gắng chạy vào trong bo một cách nhanh nhất nha anh em. Chán ghê vậy anh em ơi. Nào, let's go. À, phía trên có xe mới nha anh em ơi. Có ngay một con xe đen mới nhá. Đấy, xe đen hai chỗ này. Anh em thấy ngon chưa ạ? Xe thể thao của chúng ta đây rồi. Nhanh chuẩn bị lên xe và kêu bạn thôi. Let's go anh em. Ủa, trong nhà có người này. Trong nhà có người này các bạn ơi. Chạy đi em. Chạy đi em ơi. Chạy đi em. Úi dồi ôi. Mày chạy với anh à? Ok. Lên xe cái đá các bạn ơi. Let's go. Còn hai mạng cuối này anh em ơi. Hai mạng cuối tôi một rồi. Trang bị nòng súng 3 lần này. Đây. Chỗ này ngay chỗ mà keo có người nha anh em. Ui để coi. Ui để coi. Nó cầm sẵn xuất gun các bạn ơi. Úi dồi ôi bạn ơi nào. Úi dồi ôi bạn ơi nào. Làm gì vậy. Ui. Làm cái gì vậy. Ui. Làm cái gì vậy. Làm cái gì vậy. Nhân giống này anh em ơi. Tuyệt vời chưa. Trời ơi ăn mừng này các bạn ơi. Dựng bom keo hả em. Tên tên. Và kẹo lại top 1 nữa rồi các bạn ơi. Ok anh em ạ. Như vậy là trong cái video này thì kẹo đã được top 1 với 10 kill nhà anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.